Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6. Bổ sung hơn 7.650 tỷ đồng mua vaccine. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tập trung ngăn chặn nguồn lây dịch COVID-19. Các trường hợp F1 tại Bệnh viện Bà Rịa đều có kết quả PCR âm tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2. Tạm thời phong tỏa thêm tổ 11 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh. Những thông tin vấn đề sự kiện trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, dưới sự chủ trì điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2021. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ. Tại phiên họp thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định dịch COVID-19 đang được kiểm soát, một số ổ dịch được ngăn chặn, kiềm chế đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường, các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp dần trở lại hoạt động bình thường. Mặc dù phải ứng phó và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng cao, giải ngân vốn cao, các số liệu thống kê kinh tế xã hội cho thấy kết quả tốt, được các định chế tài chính quốc tế đánh giá tích cực. Những vấn đề cần khắc phục hiện nay là chuyển biến dịch bệnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang phức tạp, khó lường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận tải logistics cao do hệ thống giao thông bất cập. Một bộ phận người lao động đang bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19. Cái mục tiêu của chúng ta được Quốc hội giao là từ 6 đến 6,5%. Thì 6% là cái kịch bản thứ nhất và 6,5% là kịch bản thứ hai. Thì hai cái kịch bản này đều phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể đạt được. Và đặc biệt là các cái nhiệm vụ giải pháp phải có tính khả thi, hiệu quả thì chúng ta mới đạt được. Ta kiên trì thực hiện cái mục tiêu kép. Nhưng mà căn cứ vào cái tình hình thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương ở từng thời điểm khác nhau thì chúng ta lựa chọn cái ưu tiên nào. Tức là chúng ta thực hiện mục tiêu kép nhưng quan điểm tư tưởng chỉ đạo là không máy móc. Đấy, không cứng nhắc, đó, tùy từng thời điểm, tùy từng nơi, từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà lựa chọn cái ưu tiên cho nó phù hợp. Có lúc phải ưu tiên chống dịch, có lúc phải ưu tiên cho phát triển kinh tế xã hội và có lúc phải cân bằng giữa cái chống dịch và cái phát triển kinh tế xã hội. Và các địa phương thế thôi. Trong cùng một tỉnh thì có thể là địa phương này thì phải tập trung cho chống dịch, nhưng địa phương kia thì lại phải tập trung cho cái phát triển kinh tế xã hội. Và có địa phương thì lại phải cân bằng cả hai cái này. Thì báo cáo với các đồng chí thì cái quan điểm chỉ đạo thứ nhất như vậy. Thì lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải quán triệt cái tinh thần này và phải bám sát thực tiễn thì mới vận dụng được cái này. Và trên thực tế ta có mô hình thành công. Về nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng chỉ đạo phải định hướng hài hòa hợp lý giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá với các chính sách khác để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa ba đột phá chiến lược, nhất là thể chế, đầu tư cho hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn lao động, thúc đẩy các thị trường xuất khẩu đa dạng phong phú hơn, xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, giảm chi phí vận tải, phải phát triển hạ tầng đồng bộ, nỗ lực chủ động giải quyết các việc tồn động, chương trình dự án còn tồn động, tính toán kích cầu nội địa, phát triển thương mại điện tử, cùng với đó phải thực hiện thành công chiến lược vaccine. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đảm bảo mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội. Thì quan tâm cái công ăn việc làm, quan tâm cái thị trường lao động và không để đứt gãy cái thị trường lao động này. Hôm làm việc với lại Samsung, báo cáo với các ông chí và các cái công ty của Hàn Quốc cách đây một tháng, thì báo cáo với các ông chí người ta rất lo cái này. Người ta rất lo vì sao? Nếu mà đứt gãy cái chuỗi, đứt gãy toàn cầu này thì một là người ta chạy sang chỗ khác thì cũng phải mất thời gian. Và cái thứ hai là cái người lao động gom lại thì nó rất khó. Cho nên là chúng ta vừa qua đưa ra một cái sáng tạo là vừa sản xuất vừa chiến đấu. Chiến đấu thì với dịch, sản xuất tại ngay tại nhà máy, ngay tại xí nghiệp đúng không? Trước đây ta vừa sản xuất vừa chiến đấu ngay tại nhà máy, ngay tại xí nghiệp, ngay tại bản làng của chúng ta thôi, thôn xóm của chúng ta thôi. Mỗi người dân, mỗi bản làng, mỗi xóm, mỗi huyện, mỗi tỉnh là một pháo đài. Thì bây giờ cũng phải thế thôi. Báo cáo với các ông chí với cái tinh thần là vừa sản xuất vừa chiến đấu. Tức là chúng ta làm tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ tại chỗ. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Quốc hội giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.
Ngày 1 tháng 7 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về trường chính trị chuẩn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nội dung cốt lõi của quy định số 11 chính là bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn là căn cứ đánh giá trường chính trị trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động. Một trong những quy định trong bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 là ít nhất 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên môn giảng dạy, có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, hiện nay mới chỉ có một trường ở Nghệ An đáp ứng trên 80% số tiêu chí. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị lãnh đạo trường chính trị tại các địa phương nhanh chóng phổ biến thông tin quán triệt đến đội ngũ cán bộ giảng viên, học viên của trường, rà soát thống kê hiện trạng của trường về các lĩnh vực công tác cần chuẩn hóa. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiên quyết không điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh để giải quyết tình thế, để chờ nghỉ hưu hoặc có vấn đề không tốt từ các cơ quan khác. Nối tiếp chương trình là những thông tin về tình hình diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam và do Pfizer sản xuất. Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung mua vaccine bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là khi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và F1 trong khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp càng siết chặt hơn nữa biện pháp phòng dịch. Ngày 24 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn xây lúa mì Việt Nam trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A được thông báo có một trường hợp là tài xế của công ty ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc với người nhiễm Covid. Công ty nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ xử lý trường hợp F1 và rà soát các trường hợp F2, F3 để hướng dẫn những quy định phòng dịch, khử khuẩn tại nơi làm việc. Trước đó là nhà máy đã xây dựng cái phương án mà khi mà xảy ra dịch thì phương án thì cũng đã có in văn bản ra, đã xử lý bằng cách là thông báo người bị đó như bằng còn chung ở nhà tại chỗ ở nhà ngay tại vị trí đó và thông báo đến cơ sở y tế đến để mà khử trùng và test mẫu. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 có 4 trường hợp F1 được xác định trong doanh nghiệp, các khu công nghiệp và qua xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1. Các trường hợp F2 cũng đang thực hiện cách ly theo quy định. Gần 1.200 người lao động của 6 doanh nghiệp được doanh nghiệp bố trí lưu trú ngay tại chỗ từ đầu tháng 6. Hiện nay đã có một số ca F1 phát hiện trong doanh nghiệp thì ban lý khu công nghiệp cũng yêu cầu các doanh nghiệp là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc cái khai báo y tế của người lao động để kịp thời xử lý, phối hợp với ngành y tế kịp thời xử lý, tránh trường hợp để người lao động có mang mầm bệnh đến vào doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của các khu công nghiệp. Ban quản lý các khu công nghiệp cũng đang phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch COVID-19 khi thực hiện phương án bố trí cho người lao động lưu trú tại chỗ, trong đó lưu ý đến việc sàng lọc và chia lưu trú, cách ly theo từng nhóm F1, F2 để tránh xảy ra nhiễm chéo. Thưa quý vị, để nhanh chóng truy vết và dập dịch, từ ngày 30 tháng 6, huyện Long Điền đã tích cực triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân cư trú tại xã Phước Tỉnh, nơi có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ đêm 30 tháng 6, gần 11.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đã được thu nhận, đạt 35% kế hoạch. Và hôm qua 1 tháng 7, việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại xã Phước Tỉnh tiếp tục được thực hiện. Và đến 15 giờ 30 phút hôm qua thì đã có gần 23.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc đã được thu nhận.
Trong ngày 1 tháng 7, huyện Long Điền tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại 15 điểm trên địa bàn xã Phước Tỉnh. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các lực lượng dân quân, dân phòng, cựu chiến binh, địa phương được huy động để làm công tác bảo vệ. Quy trình lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện chặt chẽ. Người dân khi đến lấy mẫu theo thứ tự một lượt 15 người và đảm bảo ngồi giữ khoảng cách. Cách bố trí lực lượng thì chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng chia hai điểm cùng dân quân, dân phòng, các ban ngành đoàn thể, trong đó nòng cốt là cựu chiến binh đó, thì để rồi đảm bảo được cái an ninh trật tự, rồi nhắc nhở bà con giữ khoảng cách để rồi là tiến độ được mau và an toàn cho bà con. Trong cuộc họp giữa Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền với Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã đi đến thống nhất phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn nhằm phòng dịch COVID-19. Huyện Long Điền có 4 chợ, thời gian họp chợ chủ yếu vào buổi sáng, có 1 chợ vào buổi chiều và riêng chợ Long Hải thì hoạt động cả ngày. Để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người tại các chợ, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền và Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thống nhất phát thẻ đi chợ cho người dân. Thẻ đi chợ có 3 màu: xanh, đỏ, vàng. Mỗi màu thẻ áp dụng cho một khung giờ đi chợ nhất định, phù hợp với thời gian họp chợ, tan chợ của từng chợ. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền yêu cầu từng địa phương căn cứ vào tình hình hoạt động của chợ tại địa phương mình mà xây dựng kế hoạch phát thẻ đi chợ cho người dân và phối hợp thực hiện thí điểm trong một ngày, rồi tiếp tục điều chỉnh để đến ngày Chủ nhật 4 tháng 7 thì thực hiện đồng loạt. Thưa quý vị, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, sau khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa vào chiều 28 tháng 6, thì đến hôm nay bệnh viện đã ghi nhận 218 trường hợp F1, và trong số này có 53 trường hợp là nhân viên y tế, còn lại là bệnh nhân và thân nhân tại bệnh viện. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm qua 1 tháng 7, tất cả các trường hợp F1 tại Bệnh viện Bà Rịa đều có kết quả PCR âm tính lần thứ nhất với virus SARS-CoV-2. Qua kiểm tra nhanh và xét nghiệm PCR lần 1, tất cả các trường hợp F1 tại bệnh viện liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này vẫn đang được cách ly y tế tập trung và sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của ngành y tế. Chúng tôi đã tiến hành làm cái PCR cho tất cả chúng nhân viên y tế, người bệnh và nuôi bệnh thì kết quả cũng âm tính. Thì chúng tôi sẽ tiến hành làm lần thứ 3, sẽ có kết quả báo cáo sau. Tuy đã tiến hành các bước phòng dịch đúng quy định, nhưng từ sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đến ngày 1 tháng 7, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa giảm 50% đến 60%. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa khẳng định, bệnh viện vẫn tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm hơn khi đến khám chữa bệnh, tránh các trường hợp bệnh trở nặng vì tâm lý e ngại dịch COVID-19 và tự điều trị tại nhà. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại xã Phước Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo huyện Long Điền tiến hành phong tỏa hai tổ dân cư số 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh vào khuya 28 tháng 6. Để ngăn chặn triệt để hơn nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong chiều hôm qua 1 tháng 7, huyện Long Điền quyết định mở rộng thêm vùng phong tỏa và thực hiện tạm thời phong tỏa thêm tổ 11 của ấp Phước Tân. Tổ dân cư số 11 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có diện tích hơn 1,2 hectare với 42 hộ, 179 nhân khẩu. Tiến hành phong tỏa tổ 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền giao các đơn vị liên quan triển khai nghiêm các giải pháp, tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các quy định cách ly phòng dịch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn kiểm soát tuyến hẻm ra vào khu vực tổ 11, cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực bị phong tỏa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã phối hợp với xã Phước Tỉnh, tỉnh xã Ngọc Hải và tỉnh xã Ngọc Lâm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền trao tặng 140 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tặng các hộ dân tại khu vực bị phong tỏa trên địa bàn xã Phước Tỉnh vào chiều qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền trao tặng 140 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng. Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền vận động tỉnh xã Ngọc Hải và tỉnh xã Ngọc Lâm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn Phước Tỉnh trong thời gian bị phong tỏa vì dịch COVID-19.
thể hiện tinh thần đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn để lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, ngay sau khi luật dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Qua hội thi đã giúp cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các địa phương kịp thời rút kinh nghiệm và triển khai tuyên truyền luật dân quân tự vệ một cách hiệu quả hơn. Diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát, Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 cấp huyện, thị xã, thành phố được tổ chức nghiêm ngặt, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch. Các thí sinh là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ theo hình thức trắc nghiệm và thi bắn súng K-54 bài 1C. Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn thi soạn thảo giáo án và thực hành giảng trên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị pháp luật cho dân quân. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thi xây dựng báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã, thị trấn. Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với thực tiễn công tác quân sự địa phương. Tôi hy vọng rằng là các cấp cùng có cái nhìn nó chính xác hơn về cái lực lượng dân quân tự vệ cũng như là chức năng nhiệm vụ để mà trong cái việc phân công nhiệm vụ hoặc là trong mối quan hệ phối hợp để cho nó đảm bảo các quy định của pháp luật và tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng này phát huy được cái nhiệm vụ tại địa phương. Qua hội thi thì sẽ giúp được cho bản thân thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng thông tư hướng dẫn cũng như luật dân quân tự vệ quy định về các chế độ chính sách cũng như là biên chế của lực lượng dân quân tự vệ. Trong thời gian tới sẽ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đồng cấp trên địa bàn để đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị trật tự, làm cơ sở để xây dựng thế trận toàn dân trong khu vực phòng thủ. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn, làm cơ sở để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả luật dân quân tự vệ. Từ hội thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các thí sinh có thành tích cao tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp tỉnh sắp tới. Hội thi đã giúp cấp ủy đảng, người lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thấy được những điểm mạnh, điểm tích cực để tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo. Đồng thời cũng thấy được những mặt, những nội dung còn hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn để kịp thời khắc phục. Ngay sau khi nhận được kế hoạch và sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu nhanh chóng hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các đối tượng dự thi tổ chức ôn luyện để chuẩn bị cho cái hội thi đạt kết quả cao. Đặc biệt, hội thi lần này thì diễn ra trong cái điều kiện là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng xác định trong hội thi đạt kết quả cao nhưng vẫn phải đảm bảo về an toàn về phòng chống dịch theo đúng cái quy định của Bộ Y tế. Hội thi cũng là dịp để các chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương, góp phần đưa luật dân quân tự vệ năm 2019 vào cuộc sống. Thưa quý vị, phòng chống dịch COVID-19 không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Và thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị hôm nay đó là vai trò, sự đóng góp lớn và hiệu quả của 2.676 tổ giám sát dịch cộng đồng tại 82 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đây là những người được ví như là tai mắt, là trợ thủ đắc lực cho chính quyền địa phương, ngành chức năng để phát hiện và truy vết những trường hợp liên quan đến dịch COVID-19. Dù đã ngoài 70 tuổi, thế nhưng mỗi ngày ông Phạm Văn Xuân vẫn hăng hái nhiệt tình tham gia tổ COVID-19 cộng đồng của tổ dân phố 7, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Không chỉ đến từng nhà để điều tra, nghe ngóng thông tin người lạ ra vào địa bàn, ông Xuân còn nhắc nhở người dân tuân thủ các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế cũng như của địa phương. Tất cả đều được ông cẩn thận ghi chép lại vào sổ nhật ký, để khi có sự cố xảy ra, ông sẽ có sẵn thông tin để báo cáo cấp trên xử lý. Tôi phải đi rà soát những người ở Campuchia về là có báo ngay lên cấp trên liền. Đồng thời là những người ở gần gũi bên đây, khi mà biết được cái người đó có đi ở trên chiếc xe mà dùng bị Covid thì về là bên ban ấp và bên
xã xuống phối hợp với nhau, đồng thời là giữ cái người đó chặt chẽ, rất là chặt chẽ, rồi đồng thời không cho ra vào. Là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, nên ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ông Nguyễn Thành Trung đã giảm bớt việc riêng để tham gia công tác chống dịch. Bởi khu phố Mỹ Tân, nơi ông Trung sinh sống, là cửa ngõ ra vào trọng yếu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên mọi thứ càng phải thận trọng hơn. Và những cuộc điện thoại lúc nửa đêm của người dân gọi đến ông để thông tin về trường hợp lạ đến địa phương cũng nhiều và thường xuyên hơn. À, người ta nói là chống dịch như chống giặc mà, coi như tôi là bất cứ thời gian nào chúng tôi vẫn phải làm. Mặc dù nghe là ngày đêm hay là giờ giấc như thế nào chúng tôi cũng phải tiếp tục để mà thực hiện công tác này. Không chỉ ở nơi đô thị mà ở các vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh của tỉnh, các tổ COVID cộng đồng cũng phát huy vai trò tích cực trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Từ khi có dịch COVID-19 đến nay, các thành viên giám sát dịch cộng đồng của tổ 4 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc không quản ngày đêm, luôn nỗ lực hết mình, trách nhiệm trong việc truy vết, lập danh sách theo dõi các trường hợp F1, F2, F3, nắm bắt các đối tượng lạ mặt đi đến địa bàn để kịp thời báo cáo lên ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Song song đó, công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ biện pháp phòng chống dịch cũng được tăng cường. Thì chúng tôi cũng thường xuyên là gặp gỡ các hộ dân rồi tuyên truyền bằng mọi hình thức, rồi trực tiếp cũng có mà gián tiếp cũng có, trên rồi loa đài, rồi trên điện thoại, Zalo nhóm, rồi vận động coi như các hộ dân là chủ hộ, rồi các thành viên trong hộ là phải thường xuyên thực hiện khẩu hiệu 5K. Phải nói là cái tổ 4 này phải nói là làm rất tốt, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con để thực hiện là cái phòng chống dịch là an toàn, bảo đảm được sức khỏe. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 2.700 tổ COVID cộng đồng với gần 16.500 thành viên, chủ yếu là tổ trưởng các tổ dân cư, cán bộ các tổ chức hội đoàn thể, cộng tác viên y tế địa phương hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Hằng ngày, các thành viên tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Tự như những chiến binh thầm lặng, nhưng lại là cầu nối chủ động, hữu hiệu của chính quyền và ngành y tế với nhân dân, làm cho người dân yên tâm, tin tưởng, chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Qua đó tạo nên thế trận lòng dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, rõ ràng những tổ giám sát cộng đồng cũng xứng đáng được coi là loại vaccine phòng dịch hữu hiệu.